Quán này chỉ bán mình chả cá thôi. Không, quán này bán nhiều món khác chứ đâu phải mình chả cá. Không, chỉ bán mình chả cá thôi. Chào anh. Cảm ơn nhé. Cảm ơn. Ồ không, ở đây bán rất nhiều món ăn về cá như lòng cá, chả cá, nộm rau má ruốc cá, nem cá hay lẩu cá. Món nào trông cũng thật hấp dẫn. Nói về chả cá Ô Quan Trường thì có lẽ nhiều người đã biết đó là một món ăn nổi tiếng của Hà Nội. Khi về với Thanh Hóa, đầu bếp vẫn giữ nguyên hương vị của món ăn này. Lớp da cá sẽ được giữ lại để đảm bảo vị dai giòn. Từng miếng cá tươi ngon, thấm đẫm gia vị đậm đà. Nước chấm cũng chính là yếu tố quyết định đến khẩu vị của chúng ta khi thưởng thức món ăn này. Cậu đã biết ăn món này đúng cách chưa? Chắc là cứ gắp rồi cho vào miệng ăn thôi nhỉ? Để ăn đúng á, cậu cho bún vào bát. Ok. Xong rồi cho cá vào. Cho cá vào? Đúng. Đây. Xong rồi cậu cho thêm lạc, cho thơm. Cho lạc. Xong rồi thêm một chút rau thơm này. Xong rồi cậu ăn với mắm tôm. Thêm cả ít rau hành trong này nữa. Thì nó mới đúng vị. Như nào? Đúng là kinh nghiệm của người từng ăn nhiều có khác. Cậu thấy thơm không? Thơm. Chả cá ở đây chắc thịt mà ướp đậm đà. Không biết cá này là cá gì không nhỉ? Tớ nghĩ là cá lăng. Cá lăng à? Chắc là cá lăng đấy. Cá lăng là nguyên liệu chính làm nên những món ăn ở đây. Nguồn gốc cá được lựa chọn kỹ lưỡng, kết hợp với kỹ thuật chế biến đặc biệt. Từng miếng cá dai giòn và giữ nguyên hương vị tự nhiên. Tôi cảm thấy là khi mà cái món rau má này nó kết hợp cùng với lại ruốc cá và một vài loại gia vị khác ấy, tôi thấy cảm giác nó ăn dễ hơn rất là nhiều. Cậu cảm thấy thế không? Tôi thấy cái vị mát mát của rau má kết hợp với cái sự ngọt ngọt của ruốc cá tạo nên một cái hương vị nó rất là đặc trưng mà không ở đâu có được. Ừ, đúng rồi. Tôi nghĩ là món này rất ngon nhưng mà đối với những người mà thích ăn cay ấy thì nó sẽ còn ngon hơn nữa. Tôi nghĩ như vậy. Cậu thích ăn cay không? Tôi có. Cái món này ngon lắm. Tôi nghĩ là vị cay nó là bùng nổ vị giác của cái món này lên. Mỗi người sẽ có cho mình những sự lựa chọn riêng về những món ăn yêu thích, đúng không là Dũng? Đúng. Nhưng đối với Nhung thì vì là con gái nên là ăn nhiều cá sẽ đỡ lo bị béo hơn là ăn thịt. Thật ra thì đối với đàn ông như Dũng ấy thì một món ăn quan trọng nhất sẽ là hương vị của món ăn. Nhưng mà đồng thời thì nếu mà nó có màu sắc đẹp đẽ thì nó sẽ càng hấp dẫn hơn. Và hôm nay thì Dũng tâm đắc nhất là món chả cá, bởi vì nó có hương vị rất đặc biệt mà gần như là không thể nào mà quên được. Đồng ý với Dũng luôn. Như một khoảng bình yên giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, không gian ấm cúng tại chả cá Ô Quan Trường là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho mỗi chúng ta. Ở một góc nhỏ nơi con phố Lý Nam Đế, thành phố Thanh Hóa, những miếng chả cá Ô Quan Trường thơm lừng vẫn xì xèo tỏa hương thơm cuốn hút, mang hương vị gốc Hà Thành dành cho thực khách tại Thanh Hóa trong những ngày xuân.